mà cả nhà. Chát quá Chua lè hả? lắm, Ừ có phân. nó Trời ơi có phân. ngon lành. Trời ơi con ngắn tặng bố. Ê gì vậy? Em thấy đậu hành chà bá luôn. Phân nè. Đâu? Nặng anh ơi, trời ơi. Có gì đâu. Có phân. Sao? Nặng không? Hành. Còn cả ký vậy mà. Ê. Mùa nước nổi. Cá linh quá trời luôn. Tao làm cái vớ rồi. Tao chặn cá linh. Cái vớ rồi nè. Này có tài lưới. Thả xuống. Với tài lưới bè kéo nữa. Thằng chào cả nhà. Kiếm gì vậy? Con cá. Em chào cả nhà. Bữa nay chào em đi xa xa xa. Đi thì đi xa xa. Khu vực có thành quá. Ừ. Rồi cái bích chịch vậy? Nó đường đó. Cá dở lên ruộng quá trời luôn. Nếu có thời gian thì sinh tồn mà lên đây sinh tồn ha. Ừ, hai mọi người đi kéo cá đi giăng lưới đâu vui lắm. Bò dạ rồi đây nè. Nhỏ nhỏ anh lắm. Không có chuyện gì xảy ra. Còn chuột không? Còn chuột. Không có rắn tạc. Chứ nữa không có rút. Trời ơi. Ôi cà na quá trời nè. Có đêm vịt. Cà na trên đây mọc quang nhiều lắm cả nhà, chúng thấy hái chạy mà cả nhà. Quang á, cái này. Mọc quang dưới sông nè. Hai trái thử rồi. Chuồng chắc quá à. Cái này chín hả? Chín. Mà cả nhà. Chát quá. Chua chua lè hả? Đó cái này đi. Chua mọc quang nhiều lắm. Chúng ta không có tài nguyên cây nha nè. Bây giờ cái này chưa trái. Ừ nó chua nó chát. Chua quá. Cà na chua chát. Ừ cà na đắng á lắm. Có gì đâu. Cấp hơn. Sao nặng không? Hành. Còn cả ký vậy mà. Ê nhì nhì trời ngon lành. Lại đi. Anh nhì trời nè tụi không dính như có lý. Rồi ai quần quần lỗ ta đi ngon lành. Cái đầu tiên ý, cái thứ hai rồi con gì gà nó vàng ăn vàng ăn cho tỉnh lại qua nhậu quá mà hả. Sao con này chát hơn cái hỏm em kì vậy? Trái nữa coi. Trời. Mấy đứa nhỏ nè. Nó chắc dữ ra. Thôi đi. Đây con cái nè. Không cái này quên luôn. Quên cái quay lại. Còn này rồi. Còn rồi cái chuột luôn, nước ngập. Nước ngập quá. Được thằng nhì hả? Con nhì, được con nhì đầu tiên. Nghe có mùi chưa? Còn mùi rượu nữa không? Còn mùi rượu á. Quá nhậu mà sáng đêm
con gì, bọn chuột luôn, bọn chuột luôn, bụng luôn. Rắn này biết ăn chuột nè, biết ăn không? Con đầu tiên luôn. Mấy cái rồi? 4 cái rồi. Này con là lưới xuống đây kéo lưới cá ngon lắm Linh Giang. Kéo đã ha. Cá linh nữa. Rồi cá quá trời nó chạy. Nó cá linh non nó. Con hả? Ừ, cái rô nè, cá cứng á, thấy không? Cá lóc đó, cá cứng con đó. Ừ. Ồ, đã ta. Này có tài lưới thì kéo đã lắm. Nay mốt đi thật sao đem tài lưới lên kéo. Mê không? Đập quá trời. Ừ, cái rô con với cái linh con, cái linh non nữa. Ăn có nguyên bình rồng luôn. Có cái lóc dưới đây nè. Cá thì ham quá, cá thì mê luôn á. Đứng đây dễ kiếm đồ ăn quá. Đi. Dạ. Ui. Cái mai. Gì vậy? Em thấy đậu hành chà bá luôn. Thật nè. Đâu? Nặng anh ơi, trời ơi, chà bá anh ơi. Ngon lạnh nha. Giờ vừa dở ra cái đầu nó lúa ra rồi, tổ luôn á. Sướng. Cái này được nhất rồi á. Dừng mai ngon dữ ta. Chăm đi em cái đi. Con này 7 lạng gì nói gì nhất, 8 lạng luôn. Trời ơi. Hết nói. Đi. Hốt đồ đầu nó, đầu muốn chân cái luôn á. Đi, xe bảy đặt lại đi. Nước trong gieo luôn. Hả? Đi. Trong dắt luôn. Hả? Rồi tới một chuyện rồi. Lụm. Trời, ngon lành. Gà, gà, nhất luôn. Thôi luôn anh. Để em rửa nó cái. Dơ quá, thì phần dơ quá. Ủa, bữa nay ngon rồi, bữa nay tới một chuyện rồi. Ngon lành. Đó, nó thấy cái đầu này mà có vô. Đi ra bắt. Bắt hai con ra luôn. Con này với con nãy luôn. Cái vô trong kia thăm cái. Có không? Có mùi hành này phải không? Ngon rồi. Con cốc lâu vậy? Bây giờ chưa có, mới có hai con à. Phải không? Dính ngon không? Nó. Nó. Phải rồi. Ngon anh, hai con này bự anh. Ôi ôi. Vô đây. Để tải không? Rửa dơ quá. Vô. Hồi gấp chuột rồi em. Để đi hồi bắt không gấp. Hồi quá. Lụm rửa luôn em. Vô. Ôi, gấp. Hai con này là thấy ngon nè cả nhà. Rồi. Để gấp ra thôi. Vô là bỏ con dạ anh chưa rưỡi rồi. Bờ. Cái bờ ngon lắm. Rồi, ai chặt cây vậy? Cái vậy? Rồi, lúng rồi. Thôi. Đúng em quần rồi. Cái đó cái mương á. Anh đi trước vậy? Cái dép nữa. Thiệt rồi. Rồi. Dính anh la lên cho.
rồi mất chắc anh em ơi. Trời, đầu rắn luôn. Ừ. Đầu rắn luôn nè. Mất quá. Trời, đầu rắn quá trời luôn. Còn đây. Còn. Còn chết chuột rồi. Nước ngập chết chuột rồi. Đâu hả? Đây hả? Đi lụm con cái. Đi có sắp biết đường đi. Nãy giờ không đi không dính hết. Hai con chào bác rồi. Đúng rồi, vô có hai con, ba con à. Hai con nhất, hai con nhìn. Ba con khủng khủng rồi đi. Mới ngon. Hồn giết tưởng con gì. Ê, anh ơi. Hả? Anh ơi. Ngon lành. Không. Đâu đâu. Ôi, anh em nhì quá. Rồi, anh nhì luôn, có phân luôn nè. Quá đã. Đó, miệng anh lên nè, lại đi. Dạ. Đó, ngon lành. Đi, đi ra. Mày dậy chứ. Dính dính rồi. Đó. Còn không? Đó, còn đó. Lụm. Không. Lúa không? Ê. Đâu? Nó. Ừ. Cái gì thầm cũng dính gì đâu. Cái này thất nữa rồi. Mấy con. Mấy con mà mấy con bự. Này thất rồi. Con gì luôn. Cái hàng nhì. Này này hành đỏ không anh. Ừ. Vô. Đi chuột đi. Đi tiếp. Chưa lụm con bự ra. Nãy giờ đi không dính gì á. Còn có mấy cái này, béo. Trời, tiền gì vậy? Trời, tiền gì đó hả? Tiền thiệt. Tiền thiệt á, mình mà rớt rồi. Chuột nhâm nè. Một dục. Trời, ai làm rớt. Lụm. Ừ, có phân. Nó, ngon lành. Trời ơi, con rắn tặng quá. Trời ơi, ngon rắn. Trời ơi, phân quá trời luôn nè. Ngon lành. Đó đi. Ngon rắn này được nhất luôn á. Anh đọc lại cho. Ngon lành. Nghe. Yeah. Thôi, tôi mừng. Dính rắn mừng sợ luôn. Này bảy lạng. Bữa nay tuy ít mà chất lượng rất là vững rồi. Đã. Nãy đi vô thấy mấy. Thấy cộng rồng không em? Rồng. Ừ. Rồng bớt về cho thằng trai nó nuôi cá. Rồng màu đẹp lắm. Tím. Rồi. Nào còn gần á, xa quá sao. Nè, rồng tím nè. Rồng tím ngậu. Ừ. Nó con thứ em ơi, tại nó màu cái gì non hay gì á. Non hay gì á. Ở màu con tiếp nữa không? Nó. Nè. Rồi nè. Được rồi. Được không? À còn kìa, con tím kìa. Nó non. Lẩm tới lẩm mới đây kìa, quần mới cho thằng trai nuôi đi cá mè lắm mà thằng ở dưới đi xin từ trọng luôn á, nó xin bạn từ trọng luôn á.
Trời. Ngon. Vậy cho thằng cái nuôi. Có hành bự nãy nè. Trời ngon lành. Đây. Con bung bung mất. Đây. Dính rắn là mừng nó sợi luôn. Nãy giờ đi. Còn phân tảo quá. Bên này cũng thất nè, này không trúng. Mà rắn ngon ngon á, bự. Để cái bò ra. Nó sao không? Trời ơi. Nó hơi hành. Đã cả nhà. To luôn á. Ủa nó lành ghê vậy anh. Ừ. Anh cầm cái coi. Quên nữa. Cầm thì biết ngoài hành đó. Đó, bảy lạng. Giúp bự luôn á. Vô. Kì. Bỏ vô. Ừ. Mày, để mày. Rồi. Rồi đã. Chất lượng. Xong. Xà lăng, xà lăng, xà lăng. Đây quần nè. Quần gà chuột, gà lúa gì đây. Rồi mất em ơi. Mất tiêu rồi. Mới đặt mất luôn rồi. Đặt ai luôn hả? Ừ. Trời ơi. Hay dưới chèn. Còn lúa luôn nè. Còn 6 cái à, còn 7, còn có 7 cái mất hết cái rồi. 7 cái, 7. 7 cái dính còn rồi. Khoan. Này nghiên cứu rồi, đặt cái nào quên rồi. Đây coi. Đi hí coi. Phải không? Hả? Đâu? Đi đâu? Đây. Còn chuột. Chuột đâu còn chứ quê rồi. Trời. Đi ra. Thiệt rồi. Vô đây lượm mình con coi. Bự bự. Một ký. Rồi. Rồi luôn. Dạ. Tới luôn. Tới luôn nè. Đó, đúng rồi, thắng vô luôn. Đó. Thấy không? Lấm. Có gì không? Có gì đâu. Ừ, có gì đâu. Có gì đâu. Còn chuột. Có gì đâu. Không đặt đâu quên luôn rồi. Đúng rồi, ngay đây gì nè. Ai quần dưới vậy? Đó. Ngay chân luôn. Thôi, được hành ba. Trời ơi. Đặt hỏi. Trước nữa chứ. Để con hành ba. Đang tổng kết luôn. Này thất thu. Vậy được rồi, nó bự bự. Rồi. Cả mấy đó. Ba nhỏ xíu. Ba. Xíu. Đó con run. Đó, ôi ôi bự, cà ký á. Cá lạng á. Rồi cậu đi, tổng kết. Cần đây. Nay ít mà rắn chất lượng. Rắn vừa bự. Ở chỗ này mũi quá, trong mũi. Mũi không à. Cắn nó giọng chết. Trời ơi, hơn quá. Nhiều. 3 ký. 3 ký 2. 3 ký 2. Còn 3 ký mốt 50.
cái lưới 50 qua. Gì? Thằng nào? Rồi. Nay đánh bự bự. À, tưởng chuột chứ. Ô, tưởng con chuột chứ. Đâu có con nào mới ăn chuột đâu. Rồi. Nay đánh ngon rồi. Em chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Nay hết thu. Làm việc cả nhà. Nói chuyện hết nổi rồi. Là mệt dữ rồi. Qua nhậu quá mà. Nhậu qua ngày đêm như là hết thu.